đến 5 năm rồi tôi mới quay lại Hồ Bể. Bây giờ thì đã có nhiều sự thay đổi hơn, có thêm nhiều hàng quán ở dọc bờ biển Hồ Bể, và đồng thời thì cái chỗ này thì người ta cũng xây ra ngay cạnh mép nước, ngay cạnh bãi biển, cho nên là đã trên kia một số đoạn đã bị lở rồi, bị bể rồi. Đây. Hồ Bể thì thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Meo 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 meo. Như người dân cho biết thì đây vốn là đất làm rẫy của họ. Và trước đây thì cái bãi biển, bãi cát cách đây khoảng 500 m, thậm chí là hơn nữa, ở phía ngoài xa kia, chỗ những cái con tàu đang đi kia kia, gần những con tàu đang đi kia. Nhưng mà sau này thì bãi biển đã bị bể, bị lở. Đặc biệt là vào mùa gió chướng, tức là gió mùa đông bắc, vào những cái tháng từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Thì bây giờ đây, nhà của họ và đất của họ đã bị bể, bị lở ra biển nên là họ phải đóng cọc. Bãi biển khu này thì lùi dần, bị lở hàng năm, đặc biệt là vào gió mùa đông bắc. Mùa tây nam thì nó được bồi nhưng mà nó cũng không được nhiều lắm. Biển ở Hồ Bể thì nó cũng gần cửa sông Mỹ Thanh và cửa sông Hậu, cho nên là bãi bùn đen thôi, không có bãi cát trắng. Nhưng mà nếu như quý vị muốn khám phá một cái bãi biển mới thì cũng là một cái gợi ý. Lễ 30 tháng 4, Tết thì mùng 2 tháng 9 ấy hả? Nhưng mà cái Hồ Bể này thì là cứ vào mùa gió chướng là nó biển nó bị bể thế này à? Dạ. Nó bị lở hết ra cái bờ này. Nhưng mà toàn bộ là nó lở, nó bị bở, bể từ trên kia xuống dưới đây hay là chỉ có mỗi đoạn này thôi? Không, nó bể từ trên kia xuống dưới luôn, dài xuống hết cái biển luôn. Cái lằn biển là bể hết á. À, thế ạ. Nói chung ra biển là bể hết á. Dạ. Mùa gió chướng là nhiều mạnh nhất? Dạ, mùa gió chướng là mạnh. Thế còn cái mùa gió nam, gió nam thì nó bồi. À, gió nam thì nó bồi từ từ chứ nó không bồi nhiều, mà nó không có giống như mùa trước. Yeah. Mùa nam gió nó mạnh cả nào nó cũng không có đến nổi. Yeah. Nhà mình bán ở đây được mấy năm rồi ạ? Mười mấy năm rồi á. Bán hồi đó là đất ở đây người ta còn gãy nhiều lắm á. Ở đây là cái gãy của người ta mà nó ở từ từ mới làm quán nè. Thế còn trước đây là bãi nào nó đang ngoài kia nữa cả. Ngoài kia anh đi ra bãi từ đây tới ngoài bãi đó cả tiếng đồng hồ mới tới á. Thế là sao nó lở đến đây? Tại trước em đi cách đây khoảng 5 năm thì đi qua cái có cái con lạch nó nhỏ nhỏ bằng đó. Bằng này này, thế này thôi, xong có cái cầu gỗ ấy là nó ở dưới này ấy hả? Xong có cái đường này, cái đường nãy xe mình chạy qua đường đó. À. Đường qua quẹo ra. Xong có mấy cái cây dừa đấy. Ờ, giống cái cây dừa đó. Bây giờ sáng nó cuốc bự rồi. Cái đường anh đi bây giờ hồi bữa ổng sáng cạp mấy ông công an đem sáng cạp rồi xuống thành cái kinh bự rồi. À. Nó không còn nhỏ như hồi kia nữa. Hồi đó chỉ mấy có hồi kia anh lội qua là gừng cây rồi cái đúng rồi, nó lớn à. Đúng rồi, có mấy nhà thôi. Cái gừng nó mọc xung quanh. Yeah. Nhưng mà bây giờ nhà nước ta làm đúng cái bự. Chỗ đây của nhà chị là ngoài bán nước giải khát, cà phê các thứ thì là nếu mà có khách vào lễ Tết thì là họ bán hải sản ấy hả? Dạ. Hải sản ở đây thì là của mình đánh bắt ở ngoài đây hay là mua ở chỗ khác đến? Đánh bắt cũng có, nhằm khi đánh bắt cũng có, nhằm thiếu thì đi chợ mua. Thế à? Nhưng mà hải sản đây là có những cái món gì? Cua, tôm, mực, nghêu, sò. Là món của vùng Hồ Bể này đấy hả? Như biển này là nghêu, rồi sò, mực, tôm, đồ lại dưới biển đây lắm. Mùa nào cũng có hay là chỉ vào ví dụ lễ hoặc là dịp Tết nào? Mùa nào cũng có, mùa
mùa nào im ít, ít mùa nhiều. Im ấy hả? Như mùa em là cái mùa em là cái mùa gió tây nam ấy hả? Gió mùa nam. Trướng mùa gì đâu có ghe đâu ra biển đánh bắt được. À. Mùa trướng thì nó hơi ít, mình đi chợ mua, còn mùa này là người ta bắt cái đó thêm lên ta bán cho mình. Nhưng mình là người Việt hay là người gốc Tiều hay gốc ấy? Người Việt à, tại dưới kia là có mấy người ở khu người Tiều là có trồng hành mới trồng cải các thứ luôn. Tầm giờ về Vĩnh Châu dưới á, là khu đó người Tiều. Còn cả Vĩnh Châu á, Vĩnh Hải về đây là người Việt nhiều. Nhưng mà trước cách đây khoảng mấy năm em đến là có gặp một chị người Tiều, là chị có cái quán ở dưới chỗ cái lạch lạch có mấy cây dừa ấy. Bà hua á. Bây giờ bà nghỉ rồi, bây giờ nghỉ bán rồi. Này. Bà ốm ốm đó. À đúng rồi. Nay bà cũng nghỉ 4 5 năm rồi. Bà bán, bà đang bán mất cho người ta. Cũng mướn chỗ bán thuê chỗ bán. Bây giờ như bà hết năm cái bà trả lại cho chủ đất ta. Thì chủ khác thuê. Bây giờ chị thấy là khách đến đây chủ yếu là khách ở vùng Sóc Trăng mình à, hay có từ Bạc Liêu sang không, hoặc là Đốc luôn. Thành phố cũng có luôn. Cần Thơ. Nó khách du lịch nhiều lắm. Như là ở khách tỉnh Châu Đốc rồi nhiều khi cũng xuống nữa đó. Nhà chị là cũng làm rẫy à? Chị làm rẫy có trồng lúa không? Có nuôi tôm không? Đây có nuôi tôm, trồng thuốc cá. À. Chị trồng thủy đó. Không có nuôi lúa, không có trồng lúa. Không có trồng lúa được. Ở đây chỉ có hành tím, dưa hấu, thuốc cá. Rồi xong thì mương thì nuôi tôm, nuôi cua rồi gì đó. Tôm thì giờ này có được giá không? Được bao nhiêu tiền một ký ạ? À? Tôm bây giờ ghé rồi. Tôm là mình nuôi tôm càng xanh hay là tôm thẻ? Tôm thẻ, nhưng căng lên xuống. Là nếu mình bán ở đây là bao nhiêu tiền một ký ạ? Dạ, ký còn có... Tùy theo nữa nha. Bự, nhỏ, đứa, gì đủ thứ hết trơn á. Đứa 80 con thì 80 mấy ngàn. Bây giờ nhà chị là chỉ có bán thôi, không làm rẫy nữa hả? Không có nuôi tôm nữa hả? Không nuôi tôm nữa. Em thì bán, chồng em làm rẫy nuôi tôm cái gì cũng có nghề hết á. Bây giờ năm nay là sẽ khởi công xây dựng cái chùa Quan Âm Đông Hải ở đây đấy. Thì các chị có nghĩ là nếu mà có cái chùa ở đây thì mọi người sẽ đến đông hơn, nhất là khách hành hương đến thì mình có thể bán được thêm những cái đồ khác, thì có thể mình kiếm thêm thu nhập được không? Được á, thấy cũng ngon, thấy ngày qua giờ ta đi cũng đông đó. Năm nay đoàn này hôm nay đi là chắc phải 500-600 người. Dạ. Nếu mà chưa có một cái chùa lớn hoặc là có một cái tượng Quan Âm như ở trên Bạc Liêu ấy, thì chắc là sẽ đông. Khách, nếu mà được vậy thì khách dẫn lại ta đi chơi đông được. Nó đông. Đi chơi nó đông hơn cái... tượng Phật rồi lấy vậy nè. Nếu vậy thì chị có ý định là chị sẽ mở một cái tiệm hay cái quầy bán nhỏ nhỏ không? Đồ ví dụ đồ chay hay là rau củ quả hay là đồ những cái đặc sản địa phương cho khách không? Hay là đồ giải khác không? Đây mình có bán giải khác rồi, còn đồ em chay mình nghe không có. Đồ kia thì người ta có người bán. Ở đây anh muốn bán ba cái đồ chay ví dụ gì đó phải đi ra chợ. À. Ở đây chạy xe lắm. Đây tới chợ mua ba cái đồ đó là khoảng chắc ở gần cách tiếng, nửa tiếng mới tới. Hoặc là bán đặc sản như kiểu như là ca lạt thầu hoặc là hành tím hoặc các thứ. Ở đây thì cái đó nhóc luôn đó. À, thế à? Hành tím thì bao la luôn. Vậy là mình cứ chuẩn bị đi ạ, tại vì hy vọng là nếu không có gì thay đổi chắc 1-2 năm nữa, 3 năm nữa là sẽ xong. Cái vậy? Đây là cua của vùng Hồ Bể. Còn đây là nghêu. Nghêu này thì bao tiền một ký hả chị? Hiện nay ở đây là bao nhiêu tiền một ký ạ? Em bán ký 50. Ký 50, thế dạ. Còn cua là bao nhiêu ạ? Cua đó thì như anh mua về thì 170, còn mình làm cho ăn rồi ông chén bát rồi thì 300. À. Cua biển ở đây luôn đó. Ừ. Nhưng mà không phải lúc này thì lúc khác nữa. Lúc thì nó rẻ lại không chừng nữa. Chứ phải là nó nằm một giá. Nhưng mà lúc nó rẻ thì giá hơn bao nhiêu? Lúc nó rẻ thì ký có 200 này. Ký 200. Dạ. À. Một con này là được bao nhiêu? Được có con này là bự hơn một ký hả? Đúng không? Con này là hơn ký. Không, không có con nào hơn ký đó. Hơn ký hả? Được khoảng mấy lạng nhỉ? 7 lạng. Nửa ký, 45 gram à. À, thế à. Cái này thì làm hấp mà, hay là làm nướng? Gan me, gan hở, rồi hấp bia, gan me, rồi gan hở, gan muối gì đủ thứ chứ. Trông rất là chắc ấy. Rồi, hy vọng nếu quý vị có đến Hồ Bể thì thử ghé quán của vợ chồng anh chị tài danh xem sao. Đây bán hải sản, đây để bán nước ngọt các thứ, và đây là ngay đây chỗ này là biển này. Hôm nay thì ở bãi biển Hồ Bể, người dân đã dựng một số những cái chòi lá, một số những công trình để họ đón khách du lịch. Và đây là hôm nay các sư đang chuẩn bị làm lễ để đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải ở khu du lịch Hồ Bể. Do Thượng tọa Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ sẽ làm trụ trì và làm chủ đầu tư tại chùa Quan Âm Đông Hải này.
Cách đây 5 năm tôi đến với Hồ Bể, nhưng mà hồi đó thì còn rất hoang sơ và cả bãi biển chỉ có 1-2 nhà bán đồ ăn cho khách thôi. Và hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2018, phần lịch năm 2562, Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ sẽ làm lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, huyện thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Và đây thì hôm nay các phụng sự viên cũng như các chư tăng đang chuẩn bị để đón các chư tôn đức quang lâm đến chứng minh tại lễ đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải. Và hy vọng rằng chùa và thiền viện Quan Âm Đông Hải của tăng ni đoàn chùa Phật Giác Ngộ sẽ sớm được hoàn thành, đem lại một cảnh quan cũng như là một, đặc biệt là một sự an lạc rất lớn cho mọi người dân ở đây. Và nay thì có người Việt, người Hoa, đặc biệt là người Tiều và người Khmer cùng sống với nhau. Và trước đây thì nó còn hoang sơ lắm. Cách đây khoảng 5 năm tôi đến thì còn rất hoang sơ, và bây giờ thì đã có sự thay đổi. Và hôm nay chùa Giác Ngộ cũng như chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã làm lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và bổ nhiệm trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. Cách đây 5 năm khi mà tôi đến với Hồ Bể thì hồi đó chỉ có một cái quán của chị Húa, người Tiều, bán ở gần cái bãi biển mà chỗ có cái con lạch, chỗ mấy cái dừa đổ ra gần bờ biển thôi. Chị Húa, người Tiều, nếu mà gọi tiếng Việt thì có lẽ là chắc là tên là Hoa, nhưng mà bây giờ chị nghỉ rồi thì phải. Ở đây là những người dân địa phương, người Khmer đến với Hồ Bể, họ cũng là những Phật tử thuần thành vốn theo Phật giáo Theravada tiểu thừa. Không, xin một cái tờ. Đây là tờ giới thiệu khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và chùa Quan Âm Đông Hải do Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ sẽ đứng ra làm chủ đầu tư và xây dựng. Các hạng mục chính sẽ bao gồm là chùa Quan Âm Đông Hải khoảng 8 hecta, gồm chính điện rộng 2.000 m², cổng tam quan này, nhà tổ, địa tạng đường, Quan Âm đường, vân vân, chùa một cột, hồ Thanh Lương, khu công viên Đức Phật, khu công viên Hòa Bình, khu văn hóa, công viên văn hóa Việt Nam, khu công viên tình thương và tình yêu, rồi khu từ thiện. Dưa này là mình thu một năm được 2 vụ thì vào tháng mấy hả chị? Dạ, tháng 2, tháng 3. Tháng 2, tháng 3. Tháng 7, tháng 8. Ở dưới Cà Mau cũng trồng dưa ấy, thì không biết là cái dưa của vùng Hồ Bể mình thì so với lại những cái dưa nơi khác thì cái vị thế nào hả chị? Dưa đây thì ngon lắm cậu ơi. Dạ. Bây giờ là chị bán bao nhiêu tiền một ký ạ? Trước đây là nhà mình trồng làm giấy với nuôi tôm à? Dạ. Thế bây giờ là vào những dịp lễ Tết thì chị mới bán nước giải khát như này hay sao? Dạ. Hôm nay là làm lễ đặt đá là xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải đấy. Chị có nghĩ rằng là, có mong rằng là ví dụ như sau này đông khách đến đây thì mình chuyển sang mình bán được hàng nhiều hơn không? Dạ, mong á, mong khách đông buôn bán nữa. Rồi, cảm ơn chị nha, và chúc chị sẽ bán hết số dưa ngày hôm nay và sẽ bán thêm được nhiều hàng khác nha. Dạ. Kia đang tưới dưa đây. Cậu lựa vô trồng quay đẹp lắm. Dạ dạ. Vâng.
Đây người dân đang tưới dưa đây. Đây rất nhanh chóng người dân địa phương đã mở những cái nơi bán nước giải khát di động để phục vụ cho người khách hành hương đến dự lễ đặt đá tại khu du lịch văn hóa tâm linh Hồ Bể ngày hôm nay và xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải. Hiện tại là chị có bán cái nước giải khát này không hay là đang làm rẫy và nuôi tôm? Đang làm rẫy nuôi tôm. Thế à? Nhưng mà dịp lễ Tết nó bán à? Bây giờ hôm nay là sẽ xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải ở đây đấy. Thì chị có nghĩ là nếu như có đông khách hành hương với khách du lịch đến thì mình có thể là bán chuyên nghiệp, tức là chỉ có bán nước không? Phải ấy bán chuyên nghiệp. Tức là nếu mà có đông khách đến là mình sẽ mở cái tiệm hoặc là một cái quầy mình bán luôn, bán liền đấy hả? Dạ rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nhé. Chị cho em hỏi là trước đây mà chưa có bãi biển ấy, mọi người chưa đến vào dịp lễ Tết ấy, thì ở đây là bà con mình chỉ có làm rẫy với nuôi tôm à? Có cơ sở xã hội. Mới lại là đánh cá. Đánh cá. Đồng bào. Nhưng mà nuôi tôm này hình như là cũng mới nuôi à? Nuôi cũng có mấy năm à, mới đây à. Còn ở trước đây là làm rẫy thì mình trồng cái rau gì ạ? À? Trồng rau hay là trồng trái gì? Trồng hành, trồng tiết. À. Rồi trồng ớt, cũng thân hết trơn, dưa. Cải, rau cải có trồng? Rau cải không có. Không có. Rau cải ở đây không có đầu ra. Trồng dưa với ớt với hành được thì có đầu ra. Dưa thì mình thu được vào tháng mấy, biết tháng mấy ạ? Tháng này nè, tháng 3, tháng 4 nè. 3, tháng 4. Thế còn sau đợt này thì còn một đợt dưa nữa. Dưa Tết à? Gần dưa mưa, tháng 5, tháng 6, tháng 7 đó là trồng dưa mưa nữa. Cái đó thì mình thu vào dịp Tết hay sao? Cái dưa mà Tết trồng là tới trồng Tết mới thu. Trồng mới thu nữa. Nhưng mà ta trồng 3 vụ. À, tức là đây là trồng được 3 vụ dưa hay là 2 vụ? 3 vụ. 3 vụ dưa. Thế em mới hỏi cho mọi người nói là tưởng trồng được 2 vụ. Thế khi mà mọi người bắt đầu đến đây tắm biển với các thứ thì bắt đầu là có khách đến nhiều hơn à? Khách đông lắm. Nhà chị là bây giờ có trồng làm rẫy hay là nuôi tôm? Tôm có làm rẫy. Tôm thì bây giờ được bao nhiêu tiền một ký ạ? À? Tôm thẻ hay là tôm càng xanh? Tôm thẻ một ký 80 con, 8 mấy con cũng có 80 ngàn dễ ghê. Bây giờ nó rẻ, thế còn đợt trước thì được bao nhiêu? Đợt trước thì 100 con, 100 ngàn đó. Ở cái khu Hồ Bể này thì cứ đến lễ Tết là người khách đến đông hơn à? Đông. Còn đâu là ngày bình thường thì cũng không ít. Thứ 7, Chủ nhật, thứ 5. Ở đây thì chị nhà chị có đi chùa không? Không, nhà em sát đây luôn. Nhưng mà chị có thể đi chùa không? Có như lễ gì thì mới đi. Nhưng mà mình đã có quy y trở thành đệ Phật tử chưa? Chưa. Chưa. Mà sắp tới nếu mà xây dựng xong cái khu chùa Quan Âm Đông Hải rồi ấy, thì chị có nghĩ là người khách người ta sẽ đến nhiều hơn không? Nghĩ có khách á, thấy vui. Nếu mà khách đến nhiều hơn thì họ có thể họ mua dưa rồi mua cá rồi mua những cái đồ ở đây của dân ở đây nhiều hơn không? Dưa thì có xe lại người ta mua xe. Dưa của lái xây dựng mới trong thời đại hòa bình. Như bán trên khách qua thì mình để chiếc nhà bán cũng được lắm Tết á. Giả sử nếu như mà sắp tới nếu mà cái ngôi chùa Quan Âm Đông Hải này sau dự kiến là 3 năm xây dựng mà cứ cuối tuần là có hàng nghìn người đến ấy, lễ ấy, đến tham quan ấy, rồi người dân ở các nơi đến ấy, mà đông người đến ấy, thì chị có ý định là sẽ mở một cái tiệm hay là một cái quán nhỏ nhỏ để bán đồ cho khách thập phương? Thì đó cũng quy định quy định đặng bán này kia này cho khách đi chơi vậy. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Chị tên là gì? Trúc Linh. Cảm ơn chị Trúc Linh nha. Và hy vọng là nếu như có đông khách đến đây ấy, thì chị sẽ gia đình chị với nhiều người dân sẽ bán được hàng và có cuộc sống cũng thu nhập tốt hơn. Chị Linh một chút ấy, là cái chỗ này kêu là Hồ Bể ấy. Tức là trước là cứ đến cái mùa gió trướng là bãi biển nó bể à?
ông còn ban mà tôn giáo chính phủ rồi người đó chúng là ở đây sống dữ lắm, ủy ban nhân dân lắm, đánh dữ lắm, tôn giáo và các ban ngành của tỉnh trên đây nó đánh cái gì nè, thị xã Bình Châu nó bị lở hết ra đấy. Trên đây em thấy là nó bị lở ra là mấy cái chỗ rừng bần, rừng đước gì đó đúng không? Với cả mấy cái dãy cũng bị lở ra. Nhưng mà trước là bãi biển nó có ra lại ngoài kia. Ngoài xa lắm. Phục sự cho thời đại đất nước hòa bình và thanh bình. Nhưng mà sao bảo là đến mùa gió Tây Nam, gió Nam thì nó lại bồi lại. Nó bồi lại được một chút à? Nhưng mà đến cứ đến gió trướng là lại lở ra. Chết trước là sợ rồi. Ở đây chết trước là cũng sợ, sợ bể bờ, bể ai. Cái lở này kia đó. Dạ. Mình có khi mình làm gãy nó cũng bể vô gãy cũng hưng rồi. Thanh bình. Thế là chính vì là cái bờ biển nó bị lở như thế, nó bị bể như thế, mình kêu là hồ bể à? Không biết thì đó, mình không có ở đây, tại nhưng mình mới giải về đây. À, thế là chị là người ở xã nào? Ở huyện nào? Cũng ở Vĩnh Hải này luôn. Nhưng mà ở trên thôn ấp trên à? Ở xã Vĩnh Hải, Trần Vĩnh Hải đó. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nha. Mà tại vì mọi người nói là bây giờ cái chỗ hồ bể nó cái là cái chỗ ngã tư mới chợ Vĩnh Hải đấy, ngày xưa nó ngày trước nó cũng là cái hồ ấy, xong rồi nó bị lấp lại. Cái hồ là ngay cái cầu mình đi ra đi vô đây nè, đó là cái bể đó, người ta mới kêu bằng hồ bể, không bây giờ nó đánh lại rồi đó. À, thế. Cảm ơn chị. Cái tên hồ bể có lẽ là được bắt nguồn từ đây. Như quý vị đã thấy, trước mắt chúng ta là một cái dòng đất khá cao để toàn là cây dại thôi. Nhưng mà cũng có thể trước đây khu này đã từng là rừng đước, rừng bần cũng như là các dãy của người dân địa phương ở đây. Nhưng mà đây nó đã bị lở, biển đã bị lở và nó đã kéo sập xuống đất, cuốn phăng ra biển và bây giờ thì bãi biển như thế này đây. Đây cũng là những gốc cây ngày xưa. Bãi biển Hồ Bể này thì chiều dài chắc là được khoảng 1 cây số. Trên kia là bãi bùn rồi, khu rừng nước rồi. Cứ đến mùa gió trướng, tức là gió mùa đông bắc, là từ tháng 9, tháng 10 hàng năm đến Tết, sau Tết thì sóng đánh mạnh vào đây và kéo phăng ra rất nhiều ruộng dãy của người dân. Đây cũng là một cái bờ dãy. Còn đây là những cái khu rừng bần, rừng đước và bây giờ bần thì đúng hơn, và bây giờ thì nó còn lại đến như thế này đây. Theo người dân cho biết thì cách đây, trước đây thì ở bờ biển có thể ra đến gần cái chỗ mấy cái ghe cào ngoài kia. Xa xa đây là khu đặt đá làm lễ khởi công xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải do Thượng tọa Thích Nhật Từ của chùa Giác Ngộ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, và Thượng tọa cũng được bổ nhiệm là chủ trì ở đây. Khu này chỉ có đi chơi ngắm biển thì được, chứ không thể tắm được. Nhưng mà cái bãi phía dưới này thì có thể tắm được, bởi vì nó thoải thoải. Còn đây là cái khu rừng đước, là rừng bần trước đây. Còn rất nhiều gốc bần chết. Đây chúng ta có thể thấy đây là một cái trụ bơm nước của người dân ở cái ruộng dãy của người dân, và bây giờ đây nó trở thành bãi biển, vì bãi biển lở, khu này là bị lở.
đây cũng là cái đất khác, cái xưa không phải đất bùn, đất chặt. Tôi đứng đây này, này thấy rắn nhé, chứ không phải là sình lầy, không phải là cát nó bị lún, và đất thịt rất chắc. Đây. Đấy, dẫm mạnh thế này mà nó có lún đâu, chứng tỏ là đây là vùng ngày xưa là đất dẫy và đã bị lở ra. Dấu tích đây, trụ bơm nước. Khu này là khu bãi tắm rồi, có thể tắm được. Mặc dù là nước thì nước phù sa, nước đục. Đây vẫn là, hiện tại vẫn là những cái vuông đất nuôi tôm ở ngay sát biển đây, nhưng mà sẽ được sắp tới sẽ trở thành khu du lịch, khu văn hóa tín ngưỡng tâm linh Hồ Bể. Đất này thì không trồng lúa được mà người dân trồng dẫy, làm dẫy. Ở trong miền Nam thì họ dùng từ làm dẫy để chỉ việc trồng rau màu, trồng cây công nghiệp ngắn ngày. Ngoài Bắc thì gọi là trồng màu. Ví dụ như là trồng lạc, trồng đậu phộng đấy, trong Nam thì gọi là đậu phộng, hay là trồng vừng, trong Nam thì gọi là trồng mè. Thì trong Nam thì gọi là làm dẫy. Đây là bãi biển rồi. Ồ, đây đã có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Không biết là dựng từ bao giờ. Ở trên bãi biển lại có cái cây gỗ mục thế này. Bởi vì ở bãi biển Hồ Bể này là ở nằm ở cách cửa sông Mỹ Thanh không xa, và cách cửa sông Hậu cũng không quá xa, khoảng vài km. Cho nên là vào những cái mùa gió chướng ấy, vào từ tháng cỡ tháng 7 đến tháng 12 âm lịch hàng năm thì các cây gỗ. Chúng ta đang đến với lễ đài để chuẩn bị làm lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng tâm linh Hồ Bể, và trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải. Đây cũng là những cái cây gỗ sót lại khi mà được gió chướng đẩy vào bờ biển. Rất đông người dân địa phương đã đến với buổi lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng tâm linh Hồ Bể, chùa Quan Âm Đông Hải. Cái này là mình tranh thủ bán đúng không cô? Bán. Tranh thủ bán à? Sáng nay cô bán được nhiều chưa? Bán được chút bánh. Dạ.
Thôi cháu lấy, con lấy một cái bao bao. Lấy gì? Che xung quanh kẹo, kẹo cao su. Được không, mình dùng cái. Đây, cô giữ cho con. Cái này bao nhiêu? 5.000 hả? Rồi. Ở nhà cô bây giờ làm dẫy với nuôi tôm à? Con nuôi tôm mà làm dẫy không? Tôi thì con cái thì nó làm, chứ tôi già cả thì không có, bán bậy bạ nó vậy à. Yeah. Em đâu rồi con? Em đâu? Em ở kia gần nhà, ở gần bà cô á. Đây đây, lấy hai cái luôn, khỏi thối. Đây. Đấy, chưa nãy giờ có. Bây giờ nếu như mà sau này cái chùa Quan Âm Đông Hải là mà xây dựng xong ấy, có khách đến nhiều hơn thì cô sẽ định bán ở đây hay là bán ở trong trường? Tính bán ở đây rồi mình sợ là nhà nước thu hồi rồi không cho mình bán thôi, chứ nếu mà cho thì cái đó là tại dân mình ở đây mà sợ không cho à. Giờ nếu mà chùa Quan Âm Đông Hải này mà xây xong ấy thì sẽ có đông khách đến đây thì mình sẽ bán được nhiều hơn. Bán nhiều hơn nhưng mà sợ ta không cho mình bán. Cảm ơn cô nhé. Có con hỏi là trước đây cái hồ bể này thì tại sao gọi là hồ bể hả cô? Nó bể cái hồ, nó bể ngang vậy nè. Hồi đó đâu phải vậy, bể ngang vậy. Rồi cái từ cái thời hồi trước là tôi còn con gái còn nhỏ đó heo. Là từ từ cái nó bồi bây giờ cái hồ bể này nó ngang với ngã tư ở dưới á. Chợ Vĩnh Hải đó. Rồi bây giờ nó dời tới dưới luôn đó. Là kêu bằng hồ bể. Hồi đó nó bể trên này nè. Mà nó dời lần xuống vậy đó. Là cứ đến mùa gió trướng là bể. Thì nó dời. Mùa gió trướng thì nó dời. Thế còn mùa gió Tây Nam, gió Nam thì nó lại bồi lên à? Nó bồi lại, ngộ vậy đó. Con biết là kêu hồ bể biết là thành danh luôn. Hồi đó đâu phải hồ bể, người ta kêu bằng cái cồn. Cồn. Cồn, chứ không phải là kêu hồ bể. Vậy là bây giờ là ở dưới chợ Vĩnh Hải là còn có cái lạch không? Còn có cái gạch. Cái lạch, gần con rạch. Chợ Vĩnh Hải có cái gạch mà gạch ngoài biển đó nghe, chứ không phải trong đó đâu. Ngộ vậy đó. Cảm ơn cô. Cô tên là gì? Tôi hả? Tên là cô ở đây thì nó kêu tôi thì cô năm cô năm phải lớn mình già. Cô năm là người Việt hay người gốc Khmer hay là người gốc Tiều? Người chánh là người Việt đó. Ở đây là hồi còn chưa tiếp thu hồi nhà trước 1975 thì hồi cha mẹ mình còn đó là ở ngoài này là nói thẳng là chịu bom đạn. Cảm ơn cô năm nhé. Chúc cô bán đắt hàng nhé. Tại cách đây mấy năm con đến hồ bể là hồi đấy chỉ có một cô là người Tiều, là cô Húa bán nước giải khát ở ngay trên chỗ mấy cái cây dừa mới có cái con lạch đấy. Nhưng bây giờ cô ấy nghỉ rồi, cô ấy người Tiều ấy. Cô Húa. Cô Húa hả? Húa, cô Húa. Cô Húa hả? Nghỉ rồi. Cảm ơn cô nhé. Tượng Quán Thêm Bồ Tát Quan Âm Nam Hải thì mới được dựng lên ở đây thôi, khi mà chính quyền tỉnh Sóc Trăng quyết định cấp đất cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. Ngoài pho tượng Quan Âm Nam Hải, Quan Thêm Bồ Tát ở phía trước nhỏ hơn bằng chất liệu xi măng thì ở đây còn có pho tượng Quán Thêm Bồ Tát hay còn gọi là Quan Âm Nam Hải bằng đá cẩm thạch màu trắng để người dân có thể đến thắp hương thắp nhang. Và hai bên Quán Âm Nam Hải thì có tượng sư tử đá được tạo tác theo hình sư tử của vùng Hoa Nam Trung Quốc trước đây. Đây là con, có người thì gọi là con sư tử, có người thì gọi là con nghê, được tạo tác theo phong cách của Hoa Nam. Và con nghê này thì cũng được tạo tác theo một số chùa đình ở Việt Nam thì cũng có cái mẫu hình con nghê như thế này. Nhưng thực ra thì đây có thể là con sư tử theo phong cách của Hoa Nam thì đúng hơn.
trông nó không quá to lớn và dữ dằn như con sư tử của vùng Hoa Bắc. Xung quanh đây thì người dân vẫn làm rẫy và nuôi tôm. Các chư tăng, chư tôn đức, chư tăng ni ở các nơi và người dân Phật tử các nơi đang kéo về lễ đài. Đây là những người dân địa phương ở Hồ Mẹ Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Họ cũng đang dự lễ đặt đá khởi công xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải. Khu này đã từng là đất ruộng và hiện nay thì đã bị lở đây. Đây vẫn còn cái trụ bơm nước đây. Đây là những cái rừng cây, rừng bần, rừng nước. Đây là những cái thân cây lớn ở những cánh rừng đước, về những cái cây củi mục mà cửa sông nước lũ hàng năm từ cửa sông Mỹ Thanh và sông Hậu đổ về và gió mùa đông bắc đã đẩy vào bãi biển. Bình ngô gai ý, 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 ý.
Quan thần ban ân lớn, công chúa vừa hạ giáng Quảng Nam. Tình vợ con không bận, rời bỏ thành tâm quy độ sanh. Dài hình chữ S từ Bắc vào Nam với hơn 4.000 năm văn hiến cho đến hôm nay vẫn luôn cất lên những âm vang của hồn thiêng sông núi đã tạo nên bức tranh kiệt tác về một đất nước Việt Nam hùng cường hiển hách. Bức tranh ấy lại được tô điểm lại những màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, huyền ảo khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam mang theo những giá trị nhân bản, nhân văn tới nền tảng tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng. Tinh thần Phật giáo mau chóng được dung hòa với tín ngưỡng bản địa rồi hòa mình vào mạch nguồn lịch sử, kết tinh ra những giá trị. Và thứ ba, giá trị của dự án. Về phần một, nhân duyên của dự án, chúng con và chúng tôi cho rằng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể là một khu đất tiềm năng với hai thuận duyên lớn. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2017, bên lề hội nghị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội, chúng con đã có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về cơ hội đầu tư một ngôi chùa tại tỉnh Sóc Trăng. Lúc đó báo giới vì ngộ nhận đã đưa tin rằng khu vực này sẽ dựng lên tượng Quan Công cao 32 mét, vì trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã không chấp nhận dự án này. Dưới sự đối kết của Thượng tọa Thích Minh Hạnh, các phiên họp đã diễn ra với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Nhân duyên đó đã bắt đầu mở ra. Thuận lợi thứ nhất là chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kêu gọi sự đầu tư về phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa sinh thái tại khu vực này. Để làm công việc đó, trong nhiều năm qua dưới thời của nguyên bí thư Nguyễn Thanh Bình thì chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng đường, chỉ đạo quyết liệt bằng chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp đón rất tận tình để mời gọi những sự đầu tư. Thuận duyên thứ hai là chính sách chiêu hiền giả sĩ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Nhờ những tận tình dẫn dắt, giúp đỡ, hỗ trợ, từ tháng 12 2017, dự án này đã được chấp thuận chủ trương bởi quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể với bãi cát mịn màng dài 20 cây số so với 72 cây số duyên hải mà phần lớn chỉ là các đầm sình lầy, được xem là nơi rất thuận lợi về phát triển du lịch sinh thái và đặc biệt là du lịch tâm linh. Ngoài các khu rừng xanh mát ngập mặn với tiềm năng du lịch và phát triển tâm linh, mảnh đất này dưới sự gia trì của lãnh đạo giáo hội các cấp, hội đồng trị sự trung ương, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Phật giáo đồng bằng sông Cửu Long, chúng con và chúng tôi tin rằng mảnh đất này sẽ nhanh chóng hồi sinh một sức sống đạo pháp và dân tộc, một tiềm năng để phục vụ cho cộng đồng dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng và xã Vĩnh Hải này. Trân quý hai nhân duyên thuận lợi đó, với lòng mong mỏi muốn được đóng góp một công trình cho tỉnh Sóc Trăng, chúng con tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử chùa Giác Ngộ và những người tu học với sự hướng dẫn của chúng con nêu quyết tâm lớn để tiến hành xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải trong quần thể khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Xin tất cả hàng ngàn Phật tử có mặt tại đây dâng cao tràng vỗ tay thật lớn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Kính cảm ơn quý vị. Phần 2, quy mô của dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng dưới thỉnh nguyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã hứa khả bằng chấp thuận chủ trương cấp 20 hectare xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải, về kinh phí tối thiểu 200 tỷ đồng, về mục đích phục vụ là mang lại an lạc hạnh phúc cho cộng đồng Phật giáo tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng như đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Quy mô xây dựng của dự án này gồm có 6 hạng mục chính. Thứ nhất, khu tâm linh bao gồm chùa Quan Âm Đông Hải. Ngôi chùa này mang tên Đức Bồ Tát Từ Bi Quan Thế Âm, năng lượng tình thương mang lại hòa bình bằng sự hòa giải các hận thù và đối lập, dứt bỏ các dị biệt, sẽ trở thành là tiêu điểm của khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trước mặt chúng ta cao 5 mét là tượng tạm thời, cho đến thời điểm tượng đài Quan Âm chính thức cao 49 mét từ bàn chân đến đỉnh đầu và 10 mét tòa sen được hoàn thành. Bồ Tát Quan Thế Âm dây mặt về biển Đông Hải, biểu tượng vệ quốc Việt Nam trước sự xâm lấn biển cả độc quyền của Trung Quốc, qua đường lưỡi bò chính đoạn vốn không hiện hữu trong lịch sử và vùng địa lý biển đảo. Bảo hộ của Bồ Tát Quan Thế Âm với năng lượng từ bi góp phần mang lại độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam, không chỉ về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa mà còn về địa dư và biển đảo Việt Nam. Trong khu tâm linh quan trọng này sẽ có ngôi chính điện một trệt một lầu, diện tích mỗi sàn 2000 m², có khả năng phục vụ sự học Phật, tu Phật và làm Phật sự của 5000 Phật tử cùng một lúc. Bên cạnh ngôi bảo điện Quan Âm còn có chùa một cột tỷ lệ 1:1 được khắc dựng vào thời Lý, làm bằng chất liệu gỗ quý để thể hiện và đề cao nền văn hóa Thăng Long Việt Nam vừa tách khỏi ách nô lệ của Trung Hoa từ thế kỷ thứ 11 trở đi. Trong khu tâm linh còn có các hạng mục nhà tổ, Bồ Tát đường, Quan Âm đường, Địa Tạng đường và nhiều hạng mục tăng xá, các khách xá có sức chứa đựng
hàng ngàn Phật tử tu học nội trú cùng một lúc. Hai nhỏ, khu công viên Phật và Bồ Tát, để góp phần tạo ra tính thiêng liêng, bảo hộ cho khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và cư dân ở tại tỉnh Sóc Trăng. Tại chùa Quan Đông Hải còn có công viên các đức Phật chất liệu bằng đồng và bằng đá, gồm khoảng 30 tượng, bao gồm tượng Đức Phật Thích Ca, tư thế thiền định, tư thế xuất địa, tư thế chuyển pháp luân, tư thế vô ý và tư thế hòa bình, cũng như các Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và nhiều vị Bồ Tát khác. Ba nhỏ, khu công viên hòa bình. Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, nhưng rất tiếc trong suốt 3.000 năm lịch sử dựng nước, bảo vệ đất nước và phát triển đất nước, chúng ta đã bị giặc ngoại xâm đô hộ. Riêng Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 60 lần, thực dân Pháp gần 100 năm, Nhật Bản vài năm, và sự can thiệp của Mỹ tạo ra nội chiến gần 3 thập niên, tạo ra phân hóa dân tộc và hận thù đến nay vẫn chưa dứt giữa cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Biểu tượng công viên hòa bình với các tượng đài hòa bình mang biểu tượng Phật giáo và văn hóa hòa bình của thế giới sẽ trở thành là biểu tượng chói sáng thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc và đất nước Việt Nam. Năm nhỏ, khu công viên tình thương và tình yêu. Tình thương của cha mẹ ông bà dành cho con cái, tình yêu giữa vợ và chồng cao quý mang tính bền vững sẽ được chọn lọc với các biểu tượng trong nước và nước ngoài để nhằm ca ngợi và kêu gọi đời sống hạnh phúc như văn hóa ứng xử trong gia đình giữa vợ và chồng và giữa con người với nhau. Sáu nhỏ, khu nhân đạo và từ thiện. Trong khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể sẽ có trung tâm cô nhi viện từ bi và trung tâm dưỡng lão cấp cô độc. Mỗi trung tâm sẽ xin phép nuôi từ 100 đến 150 cô nhi và những người già neo đơn coi cút. Với quy mô gồm 6 nội dung các hạng mục công trình nêu trên, chúng con và chúng tôi tin rằng khi công trình tính từ thời điểm được cấp giấy phép xây dựng sẽ hoàn thành trong 3 năm, mang lại các tiềm năng phụng sự cho cộng đồng dân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Chúng con rất háo hức và tin tưởng rằng tiềm năng đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhiều người. Phần 3, giá trị của công trình. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, khi ngài tròn 35 tuổi, xuyên suốt 45 chiều bá chân lý và đạo đức của ngài, ngài đã cảm hóa được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn tướng lãnh và quan dân trong các triều đình, hàng vạn các tu sĩ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn lần lượt tình nguyện trở thành tăng sĩ của Đức Phật, và hàng triệu những người không có đạo và thuộc các tôn giáo khác tình nguyện làm đệ tử của Đức Phật sau khi giác ngộ triết lý khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc của Đức Phật. Suốt cuộc đời truyền bá chân lý của ngài, ngài đã kêu gọi lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, chia sẻ chân lý Phật, giữ gìn văn hóa bản địa nơi đạo Phật đi qua như là một thực tại tâm linh, hòa quyện văn hóa văn tộc với văn hóa Phật giáo là điểm son. Từ đó, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một chính sách đồng hành cùng dân tộc, dân tộc đồng hành cùng Phật giáo để làm cho đất nước và đạo Pháp ngày càng được hưng thịnh và phát triển. Trên tinh thần đó,
công trình khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, trong đó có chùa Quan Âm Đông Hải, sẽ mang lại hai giá trị căn bản như sau. Về phương diện lợi ích dân tộc và xã hội, chúng con và chúng tôi tin rằng công trình này sẽ trực tiếp góp phần phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cho tỉnh Sóc Trăng, mà trong vòng 10 năm qua, các vị nguyên là lãnh đạo và đương chức lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tổ dân các cấp đã rất quyết tâm bằng chính sách kêu gọi đầu tư. Và chúng con tin rằng theo học thuyết cái này có, cái kia có, cái này phát sinh dẫn điều kiện cho cái khác phát sinh, như Đức Phật đã dạy. Sự hiện hữu của chùa Quan Âm Đông Hải trong quần thể khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể sẽ tạo ra một tiền đề thuận lợi mời gọi, thúc đẩy các nhà đầu tư khác cho các hạng mục còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ đầu tư và trở thành hiện thực trong thời gian ngắn, mà theo dự đoán của chúng con là trong vòng 5 năm. Điều này sẽ góp phần trực tiếp nâng cao tiềm năng kinh tế của tỉnh Sóc Trăng và góp phần cải thiện đời sống của nhân dân ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu cũng như toàn tỉnh Sóc Trăng này. Và đó là tin vui rất tốt lành đến với nhân dân Sóc Trăng. Xin toàn thể các quý Phật tử dâng cao tràng pháo tay để chia sẻ niềm vui trong mùa Phật đản này. Giá trị thứ hai về đạo pháp. Khi chùa Quan Âm Đông Hải được xây dựng thành tựu với mô hình nhập thế mà chùa Giác Ngộ cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã chủ trương trong nhiều thập niên qua, phụng sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Do đó, ngôi Tùng Lâm chùa Quan Âm Đông Hải sẽ là nơi tiến hành thứ nhất truyền bá việc học chân lý và đạo đức Phật, truyền bá việc tu chân lý và đạo đức Phật, truyền bá việc tham gia các Phật sự và truyền bá việc phụng sự nhân sinh qua các hoạt động từ thiện. Về phương diện tu tập, chùa Quan Âm Đông Hải trong tương lai sẽ tổ chức các khóa tu phù hợp với các thành phần xã hội và các nhóm lứa tuổi. Vào chiều thứ Bảy, khóa tu Búp Sen Từ Bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12. Sáng Chủ Nhật, khóa tu Một Ngày An Lạc dành cho thanh niên và lão niên. Chiều Chủ Nhật, khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Trong mỗi tháng tối thiểu sẽ có 7 ngày hoặc 10 ngày tổ chức khóa tu thiền Vipassana, giúp cho giới trí thức, giới doanh nghiệp và những người bận rộn trong cuộc sống rũ bỏ mọi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, chuốc cuộc sống với nhiều đe dọa, thách đố và cạm bẫy, để tăng năng lượng, hồi phục sức khỏe, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm tư và mang lại hạnh phúc cho bản thân, góp phần tăng trưởng hạnh phúc cho gia đình và tăng trưởng hạnh phúc quốc dân. Với các khóa tu nêu trên, chúng con và chúng tôi tin rằng hàng ngàn Phật tử tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội bên cạnh tu tập tại rất nhiều chùa tỉnh Sóc Trăng, còn có cơ hội trải nghiệm các phương diện tu học do chùa Quan Âm Đông Hải tổ chức trong tương lai. Lợi ích đó là mang lại an lạc, hạnh phúc, niềm vui, tự tại, giải phóng mọi sầu đau, mà chủ trương dứt khoát của Đức Phật trong suốt 45 hành đạo của Ngài sẽ trở thành là tâm điểm hoạt động tu học tại chùa Quan Âm Đông Hải, khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể. Kính thưa các vị khách quý, lãnh đạo giáo hội Phật giáo các cấp, các mạnh thường quân, các Phật tử và đồng bào nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Nói về giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội và tâm linh mà ngôi chùa Việt Nam
và ngôi chùa trên khắp thế giới, mang lại cho các cộng đồng dân tộc nơi mà Đạo Phật đi ngang qua như một thực tại đạo đức và tâm linh. Hòa Thượng Mãn Giác, nhà thơ lớn của Phật giáo Việt Nam hiện đại, có hai câu thơ phát biểu như sau: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng có câu: chánh pháp lưu truyền do công lao của tăng sĩ, thiền môn phương tạnh nhờ hạnh cúng dường của hàng tại gia. Công trình chùa Quan Âm Tông Hải với vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng sẽ không thể trở thành hiện thực trong thời gian 3 năm sắp tới nếu không có sự hiểu sâu sắc, lòng từ bi vĩ đại, sự phát tâm to lớn của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ, cũng như thập phương bá tánh, các Phật tử gần xa. Trong 16 năm qua, với tông chỉ nhập thế mà chùa Giác Ngộ truyền bá, rất nhiều hàng vạn các Phật tử đã tin tưởng tôi, ủng hộ tôi, đóng góp cho rất nhiều các Phật sự và tiện sự để góp phần trang nghiêm giáo hội các cấp. Và tôi tha thiết một lòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các Phật tử đã tin tưởng và ủng hộ trên mọi nẻo đường Phật sự và thiện sự. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các quý vị hãy tiếp tục tinh thần cao quý đó và đóng góp chất xám, đóng góp tịnh lực, đóng góp công sức, đóng góp tịnh tài để góp phần vận chuyển bánh xe chân lý và đạo đức của Đức Phật vào trong cuộc sống này. Được như thế, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các quý vị và tôi tin tưởng rằng với lòng từ bi và sự phát tâm mà quý vị đã đóng góp cho Phật giáo và chùa Giác Ngộ thì công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được thành tựu viên mãn. Nhân Phật đản lần thứ 2642, còn 2 ngày nữa trở về với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài, còn 9 ngày nữa trở về với cộng đồng Phật giáo thế giới, chúng con kính chúc chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, làm bóng cây đại thọ truyền bá chân lý Phật đến với mọi người. Kính chúc sức khỏe đến các vị nguyên là lãnh đạo, đương kim lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Kính chúc tất cả các quý Phật tử sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, đời đời làm bà con Phật pháp, kiếp kiếp kết quyến thuộc tự bi, để góp phần mang lại niềm vui hạnh phúc và chia sẻ các phúc báo của mình có được cho những vấn đề bất hạnh hơn và cho các công trình tâm linh Phật giáo như chùa Quan Âm Đông Hải này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sinh năm 1969, làm chủ trì chùa Quan Âm Đông Hải, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điều 2, Thượng tọa Thích Nhật Từ có trách nhiệm quản lý điều hành sinh hoạt hoặc tín ngưỡng tôn giáo tại chùa Quan Âm Đông Hải theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chịu trách nhiệm mọi mặt tại cơ sở đối với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tuân thủ pháp luật của nhà nước. Điều 3, Đại đức Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hòa Thượng trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Vĩnh Châu, Thượng tọa Thích Nhật Từ chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã ấn ký nơi nhận như điều 3 để thực hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải để kính tường và giúp đỡ Lưu Văn Phòng Ban trị sự và Ban tăng sự.
Sau đây, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, lên trao quyết định trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải đến cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. Đề nghị lễ trường chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn với nhận sự quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải đến với Thượng tọa Thích Nhật Từ. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm niệm ơn của Hòa Thượng. Sau đây, chúng con kính thỉnh Thượng tọa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đạo hiệu Thích Minh Hạnh, lên trao ấn mộc của trụ trì đến với Thượng tọa Thích Nhật Từ trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải. Đề nghị lễ trường cho một tràng pháo tay Phật lớn với phần nhận ấn mộc trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm niệm ơn vì vị thượng tọa. A Di Đà Phật, buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến chùa Quan Âm Đông Hải đến đây là chấm dứt. A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn thượng tọa Chánh Thư Ký. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài để chúc mừng thượng tọa Thích Nhật Từ tăng thân và đạo tràng chùa Quan. Thì tại chúng cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu nguyện cho thành tựu. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn chư tôn giáo phẩm và quý vị các quý đã xuất nhập sẵn bước đầu tiên, xem như là chúng ta đã chính thức khởi công xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải. Chúng ta dâng cao một tràng vỗ tay thật dài thật lớn trong niềm quan hỷ của người con Phật và cầu nguyện cho công trình sớm được hoàn thành viên mãn. Chờ giờ phút này xin cung thỉnh chư tôn đức mời quý vị các quý tiến về phía ở đài Quan Thế Âm để chúng ta trồng 10 cây bồ đề để lưu niệm, đánh dấu một khởi đầu mới cho công trình du lịch. Và trở về tỉnh xã Ngọc Châu Như để dùng cơm trưa. Trưa hôm nay phái đoàn của chùa Giác Ngộ Ngọc Quỳnh Đạo Phật ngày nay cũng trao tặng hơn 1.000 phần quà cho những người khiếm thị tại ở nơi tỉnh xã Ngọc Châu Như. Xin lần nữa trân trọng.